Chào bạn nha. Nãy giờ mình đi kiếm ăn lương, bây giờ mình gặp đây có cái kiếm một giọng hầm, nãy giờ mình thấy đây có cái hang bự bự nữa các bạn. Giờ mình câu cho bạn xem nha. Đây hầm luôn bự bự nữa các bạn. Mình đang mới kéo cá xong các bạn. Cá còn quẩn quá trời luôn nè. Đúng không? Giờ mình thấy đây có hang nè, không biết có không, nhìn hang bự lắm ạ. Nè các bạn. Hang này có khả năng cao là hang lương nha các bạn. Giờ mình đặt máy đây mình quay cho con xem nha. Lương các bạn. Giờ mình móc mồi cho thôi. Đây còn cái này là cái lưỡi mình mới làm đó nha các bạn. Mà lưỡi không gài, có bạn kêu mình quay cho xem lưỡi câu á, mình quay nè. Lưỡi này mình mới làm mình câu thử thôi. Lưỡi mình làm nhóc chân mà bạn bè mấy anh em xin chân rồi mình cho giờ mình phải làm lưỡi mới. Đây. Các bạn. Trùng mình cắt làm đôi rồi các bạn. Ở đây mình chỉ móc vô đây thôi. Chờ nó ngoài khúc các bạn. Đó, ăn đó bạn thấy không? Ăn đấy các bạn. Đây. Các bạn, đôi cũng bự các bạn. Đây, thấy không? Một con. Đấy, các bạn. Cảm thấy là rất là chắc nha các bạn. Các bạn xem mình câu dòng cái hầm này nè để lưới nè, các bạn thấy không? Giờ bạn nó mình cứ nói mình là thấy lưới lưới nó lương nuôi, thật sự mình không có nuôi các bạn.